rắn luôn. Tâm lý gì ấy hả? Không ăn bông dừa. Ngoài kêu đó ha ha. No. Ăn hết rồi mày. Thôi đi. Bà uống hết cần nước các cái mà bà còn kêu nữa thôi. Uống hai ly nước đi chị. À. Không nỡ không chị. Bà như vậy theo luyện được. Liền ăn được lắm hả chị? Đi đang về bà mới nuôi cho. Thôi hãy bay về nhà tốn gạo. Được bay nó lậu đi. Đúng một tháng. Chị phải lậu. Dành lượng. Chị với Liễn à? Hả? Bà này giống như trên trời rơi xuống á. Nhìn bây trăm bây giờ đánh nội đi. Tàn luyện. Mình. Anh dành luyện à? Anh nhường. Bốn. Anh em sẽ cao quá em dám đánh. Không, bà Trang nói luyện là hợp đó. Đi răng một đứa nhanh quá, đứa chậm quá. Cộng lại chia đôi là vừa. Chặt khúc mình. Thôi, tội. Hai, bà nên bà nhanh mà nhanh nhanh mà hư bột hư đường hết không nè ra ra rè rè từ từ thì tối em ghé qua biển xí mà trời hướng đông như kiến mà nọ có chi cả vì họ ngồi hết rồi chi kìa mình đứng ngoài mình ngó quá đi đường ngặt xe quá trời luôn chị với chị với anh bay đi cực quá mà kêu ta 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 mày quá bây sao ở nhà cho nó im phận giùm tôi đúng lúc anh nó đi họ về nữa kìa với lại gầu rồng của đồ phun lửa nữa kìa đi này sang coi ở bên trang này sang coi trang này còn đi một hơi rắn ờ tiếp của này bằng con chi này cái mực nữa hồi nãy mà đưa đến đấy đừng bỏ mình không ăn rửa luôn vì nãy chị rửa nó còn đá thì để cứng luôn không ăn rửa này. Rửa luôn thì nấu luôn chứ hả ta? Ừ. Rửa luôn. Không ăn là hắn dở liền á, dở ghê lắm. Mực này là đặc biệt lắm. Hồi đấy cái lúc đó là gì em còn đồng đá nó cứng nhát nó trong veo á. Chừng hết veo rồi à? Ăn nấu liền chứ không phí. Làm tiệc cuối tháng à? Cuối tháng bà nội ngày nay ngày 31 ngày 31 mà không bì nữa suýt sáng nay chở anh khoa thay lên trường rồi tới chủ nhật ngâm ơi chứ ông kêu ngày 1 mà ghi trong ni rõ ràng tôi ngày mai mới 31 không kêu thiệt ấy ấy nha đi ăn cưới rất mấy đứa ăn gà còn em bị hại người gặp xui à bởi vì có hai anh em ăn xui rồi
kêu. Em tìm á, kêu ngày 10 mới đưa tiền, mà lát tới ngày nay ta chưa lấy được tiền, con tìm rã nữa, khổ ghê. Phương dẫn mà nó qua kìa, ngày 10 mới tìm, mới lấy tiền, mà còn hôm đêm cưới nữa, bỏ tiền ra mua đóng đồ nữa. Phương nè, kỳ ghê. Cái thằng Phương nếu mà ngái thì bỏ tiền của hắn ra thì cũng như nhau mà. Dạ mình nó phải sao trời ông đúng không? Ấy là thầy đó, Phương ấy là hắn rứa nhưng mà cái thâu thì mua họ đưa rồi em đưa chị. Nhưng mà chị làm chị chẳng thích như rứa nghe. Nhưng mà em thấy cái người vô lý, làm đẹp thì trả tiền rất thích gì. Ý là họ cũng không thích như rứa nhưng mà ông Phương ông kêu là làm đi rồi tới lúc nó đưa cũng được mình cha thôi kệ. Ấy là vậy nó làm không có tiền cho họ, không có động lực luôn, còn làm mà không lời bao nhiêu đi, không đủ tiền đi ông cứ. Hay là nhiều nhiều chứ ra. Ba cái bữa mà chị em cưới. Tiền sao bà có đưa bà có khen cho chị? Bà nói cái ông sưng sưng, cái từ từ hết. Sưng với cái lệch lại theo chỉnh, nhận hết lại. Sưng một lần rằng biết được với cái mặt bà cũng lầy sẵn mà. Bà Trang đứng đây cũng theo nhà em thôi. Mấy đứa nè, phải là cho nó đói rồi mà. Ngầm thì đói lắm anh em. Bóp xếp mới xa cái cổ chị cái hay. Chứ không là cổ chị cũng bị trẹo rồi, đau rồi sao. Chứ họ mới xa kiểu chi mà. Rào xong khỏi massage đang làm cho em biết rồi. Xăng lên giá mà chị không tăng giá hả chị? Tăng giá, bữa ổn định thì chị tăng chị. Ví dụ như tự chị vô chị làm, mình thường khách đông chị vô làm thì không sao, không có tính gì hết. Nhưng mà ghi vô phiếu, ví dụ yêu cầu là ghi trong cái phiếu đó luôn. Đấy là mình ghi phí yêu cầu thôi chứ không phải kiểu như yêu cầu. Phí yêu cầu, mình ghi vô phí yêu cầu, còn họ không yêu cầu mình tự tới mình làm là mình không có ghi vô, hiểu không?
Thì tất nhiên như đó là họ ai họ cũng thấy ấy được. Chú trà kêu về đứa mình.